Chị Mila xin chào các bạn. Hôm nay chị Mila có đồ chơi mới nè. Đây là bộ đồ chơi mới của chị Mila. Đây là bộ đồ chơi đập chuột đó các bạn. Wow, nhìn thích quá ha. Các bạn có thích bộ đồ chơi này không? Nếu các bạn thích, các bạn nhớ nhấn nút like, comment. Và chị Mila sẽ chọn ngẫu nhiên ra một bạn và tặng bạn bộ đồ chơi này nè. Nhưng mà các bạn nhớ comment tên, số điện thoại và địa chỉ nhà nha, để chị Mila sẽ gửi đến tận nhà cho các bạn bộ đồ chơi này luôn đó. Bây giờ mình sẽ cùng khám phá bộ đồ chơi này nha. Đây là bộ đồ chơi đập chuột nè. Wow, cái này là dùng để đập đó các bạn. Còn đây là những chú chuột ở dưới nè. Có màu vàng nè, màu đỏ, cả màu xanh nữa. À, mà đây là nút nhấn nè, để mở và tắt đó. Để chị Mila coi ở đằng sau nha. À, đằng sau đây là cái loa nè. Còn đây là chỗ đựng binh đó các bạn. Wow, đồ chơi này hay quá ha. Bây giờ chị Mila sẽ lấy binh bỏ vô đây, rồi mình cùng chơi đập chuột với chị Mila nha. Đây, mở ra nè. Rồi, chị Mila lắp binh vào nha. Rồi, chuẩn bị mình sẽ cùng chơi trò chơi này nha. Rồi, chị Mila lắp binh xong rồi đó. Rồi, bây giờ chị Mila sẽ bày các bạn nhỏ cách chơi bộ đồ chơi đập chuột này nha. Bây giờ mình sẽ cùng nhấn nút này ha. Đây, chuẩn bị bắt bạn chuột nha. Bạn chuột màu vàng thoi lên hả? Đó, wow, hay quá ha. Mình đập là hả, nó có tiếng kêu nữa đó. Rồi, chuẩn bị chị Mila đập bạn chuột màu đỏ nha. Bạn chuột màu đỏ, không kêu. Đó, bạn chuột màu đỏ bị chị Mila đập rồi nè. Chuẩn bị chị Mila đập bạn chuột màu vàng. Ồ, bạn chuột màu vàng cũng kêu nữa, hay quá. Rồi, đợi bạn màu xanh. Màu xanh sao không lên? Đây, bạn màu xanh lên rồi. Màu vàng nè. Đó, tiếng bắn súng nữa. Ồ, mấy bạn này, nhanh lên nè. Đó, đó, chị Mila đập bạn màu đỏ đó, thấy không? Ồ, bạn màu xanh này. Đó, một bạn màu vàng đã bị chị Mila đập rồi đó. Màu vàng, màu đỏ nè, chết bạn màu đỏ với chị Mila nè. Màu đỏ đâu? Đây. Ơ, à, bạn màu xanh này đâu rồi? Đây, sao không kêu nữa ta? Rồi, bạn màu vàng đã chết với chị Mila rồi. Bị chị Mila đập rồi đó. Rồi, bây giờ mình đập bạn màu đỏ nha. Rồi, bạn màu đỏ nè. Bạn màu xanh này. Đó, bạn màu xanh hả? Không ngo lên được với chị Mila luôn đó chưa. Đó, hay quá. Rồi, bây giờ đập thêm một bạn nữa nha. Bạn màu vàng. Đó, bạn màu vàng nè, thì chị Mila đập rồi đó. À, mà hôm nay bộ đồ chơi của chị Mila đem đến đây là kết thúc rồi. Nếu các bạn thích bộ đồ chơi này, các bạn nhớ nhấn nút like, comment. Và chị Mila sẽ chọn ngẫu nhiên ra một bạn và tặng bạn bộ đồ chơi này nè. Nhưng mà các bạn nhớ comment tên, số điện thoại và địa chỉ nhà nha, để chị Mila sẽ gửi đến tận nhà cho các bạn luôn đó. Nhưng mà các bạn nhớ nhấn nút subscribe để đón xem nhiều clip tiếp theo của chị Mila nữa nha. Còn bây giờ chị Mila xin chào tạm biệt các bạn.